Kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nội Địa Nhật Liên Hoa. Thì hôm nay là một ngày cuối tuần, em xin chúc mọi người một ngày kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ nha. Và hôm nay thì em sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình hai con bếp ga Paloma và hai con Rinnai này nha. Nay em chỉ báo cho nha mọi người, em không test lửa nha. Thì bên em thì bảo hành 1 năm trên toàn quốc, cho nên cô chú anh chị mình yên tâm trước khi bán em phải test lửa, lưới chống chuột rồi đầy đủ hết em mới gửi đi nha mọi người. Thì hôm nay em báo giá cho cô chú anh chị mình 4 con bếp ga giá rẻ nha. Nè, ngoài hình con này thì bên này nó không bị gì, em chấm bên góc này có chày này nha, không đây nha mọi người, đó có chày mặt trước bên này có chày nè, không cắn nhẹ chỗ này nè. Thì có sao thì em để bán dạy cho mọi người. Tại bên này có chày hơn nhiều nè, không có chày xước. Đương nhiên thì mấy con chày xước thì máy bếp cũ thì nó phải có chày xước nha. Mà chày xước thì em bán với cái giá nó rẻ hơn nha mọi người. Đó, trên mặt con này thì rất là đẹp luôn. Riêng con này trên mặt thì không có bị gì hết nè. Trên mặt con này là quá đẹp. Và bên trong cái lò nướng thì xin thưa cô chú chị mình, con nào nó cũng như mới. Khay nướng, vỉ nướng, inox mới toàn. Đây, trong lò nướng con này có mấy vết ố đây, em chà rửa đây. Sao làm để vậy luôn đó. Mà nó rất còn đẹp, còn rất là đẹp nha, không? Con này trong này là không mở, không vệ sinh, không gì hết nha mọi người. Đó. Chung là hàng thì cái chất lượng thì còn, cô chú chị mình yên tâm, chất lượng quá tuyệt vời luôn. Rồi em sẽ dở bên trong luôn, bên trong thì khỏi chê rồi. Con nào nó như còn như mới rồi. Em mới vừa vệ sinh không còn nước luôn nè, không còn rửa vệ sinh chỗ này. Hai cái rồi. Nói chung là hai cái này em mới chà rửa nó sạch nó trắng nè. Còn tất cả là nguyên zin luôn nha. Không? Quá là đẹp luôn. Giá cực mềm luôn. Bên này lấm đốm như nó dính cái gì nha. Chị chạy nhẹ. Rồi, con này thì mã số là N86K. Này là Paloma nha mọi người. N86 sản xuất tháng 9 năm 2016. Con này là em bán với cái giá là 2.6 triệu nha mọi người. Hàng cực lớn luôn, nói chung là nó có chạy thôi chứ còn bên trong thì cô chú chị mình yên tâm rồi. Quá mới luôn. Chạy xước em bán với giá chạy xước nha. Con này là em bán với cái giá 2.6 triệu nha mọi người. Rồi tiếp tục lên con thứ hai. Con thứ hai cũng ba luôn nha mọi người. Đây, một con Paloma luôn. Con này thì nó khác con kia nha. Con này có cái nút 3S nè. Con này là đời, con này có nút 3S nữa. Là nút đó là dùng đĩa lưa lớn nha. Bên này có chày nè nha mọi người. Con chấm nè, bên cái góc sau nè. Bên này có cắn nhẹ nhưng mà không chày. Thấy nó hơi lúng không chày ha. Nó có dần dần thôi chứ không đến nỗi nào. Đây, mặt con này thì con này có một chấm rất là đẹp nha mọi người. Này, nó có cái chấm nhẹ chỗ đây không. Còn mặt trước nó thì bên này có góc này có chày này nha, không con nào nó sao thì em báo vậy nha. Rồi cô chú anh chị mình theo dõi kỹ nha, thì có chỗ nào thì em báo chỗ đó. Khay nướng, vị nướng như mới luôn, như chưa xài luôn, inox như mới, lò nướng còn rất là trắng luôn. Đây, quá đẹp ra nha mọi người. Nói chung là mấy con này chịu ngoại hình thôi, đời nó rất là cao nha mọi người, rồi xài rất là ít. Này, cũng đẹp. Bên em có nhận xíu cốt toàn quốc nha mọi người, nên có cọc nha. Thì bếp ga là cọc 500.000 là em mới chuyển nó ra bếp đây nha mọi người. Đây, bên trong thì cô chú chị mình yên tâm. Chân tinh nó còn 90% mới. Rồi, con này hàng rất là đẹp đây. Rồi em báo giá con này luôn ha.
con này là Paloma N41B, mã số là N41B, sản xuất tháng 2 năm 2018. Con này có chức năng, ồ con này còn rất là đẹp luôn. Con này em bán với cái giá là 2 triệu 8 nha mọi người. Rồi bên đây hàng là hàng giá rẻ luôn. Bình thường bếp này nó 3 triệu mấy rồi, hôm nay là giá cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Cái giá này mà từ trước giờ chưa có nha. Nay cuối tuần em sẽ để mấy con bếp này, có những con thì cũng có chày chốc nhiều tí, của con ít, chứ còn không nói mấy con nào mà không có chày. Mấy cái hàng cũ này thì con nào mà không có chày thì nó hơi khó nha mọi người. Cô chú anh chị nào mà muốn hàng không chày không xước chỉ mua hàng mới nha. Hàng mới thì mấy con bếp này nó giá nó nằm tới 9 triệu nha mọi người, 8 triệu mấy nha mọi người. Rồi tiếp tục em lại lên con Rinnai. Con này là Rinnai nha. Dòng này là dòng thường nha mọi người, không full, không hẹn giờ, không gì nha. Ồ con này còn rất là đẹp luôn. Con này là không bị gì nè. Ồ hai bên phòng vách là quá đẹp. Trên mặt chín cứng luôn, mới toanh luôn. Con Rinnai là quá đẹp luôn. Khay nướng vị nướng như mới nha mọi người. Lò nướng còn như mới luôn. Lò nướng cũng còn quá đẹp luôn. Ở bên trong thì cô chú anh chị mình yên tâm đi. Bên trong nội thất của nó này, hàng là đời cao, hàng rất là đẹp luôn. Mấy cái hàng này thì nói chung là hàng cực lướt nha mọi người. Hàng cực lướt là giá cực em luôn. Con này không chày không chốc luôn. Con này nó nói chung là quá đẹp. Thì con này là Rinnai E5954. Rinnai E594B, sản xuất tháng 12 năm 2018. Con này là hàng còn rất là đẹp luôn. Con này là em bán với cái giá là 3 triệu 2 nha mọi người. Con này không có chạy chốc gì hết nha. Coi lại coi. Đúng rồi, nó không có chạy chốc gì hết. Nó có một cái sọc nhờ như công chỉ chỗ đây. Chung là hàng như là đẹp, quá đẹp nha mọi người. Con này là em bán với giá 3 triệu 2. Rồi tiếp tục em lại lên con Rinnai cuối cùng nữa nha. Đấy. Này mặt trước đẹp nè. Bên hông có chày nha mọi người. Ha. Có chày nha. Nói chung là không đáng kể đó nha mọi người. Con này à, bên này cũng có nè. Cho anh chị mình xem nè, như công chỉ nè. À, đây nè, cái này hơi lớn nè, nó có chày xước nhưng mà nó không có mục, không có đồ gì hết, nó còn rất là đẹp nha mọi người. Bên trong đấy, cô chú anh chị mình xem bên trong của nó nè, hàng nó rất là chất lượng. Nếu mà điểm chất thì cô chú anh chị mình yên tâm, còn nếu mà có độ bền cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Bên em là bảo hành 1 năm, mà lỡ bếp có sự cố gì thì em sẽ hỗ trợ nha mọi người. Đấy, em sẽ hỗ trợ ba cái linh kiện nha. Mà dữ lắm á, nếu mà có nhiều cái con mà xài 1-2 năm thì có khi dữ lắm thì nó sẽ hư con cảm biến, nhưng mà cũng khó có tình trạng đó. Bên này vị nướng nó như mới nha mọi người. Đây vị nướng, khay nướng chưa thấy dấu xài luôn nè. Lò nướng nó còn rất là đẹp luôn. Đây. Nhưng mà mấy cái này thì nó ít xài nè. Hàng ít xài cho nên nó còn rất là đẹp. Thì con này có chày có chốc nha. Có chày ít. Con này
Rinnai RT64 sản xuất tháng 6 năm 2017. Con này có chày chốc nha mọi người, có chày đó hai bên em chỉ mà con không nhiều. Con này em bán với cái giá là 2 triệu 7 nha mọi người. 2 triệu 7. Rồi, em xin báo giá 4 con, hôm nay em làm được 4 con nha mọi người, em hàng em rất là nhiều. Này riêng bếp thì dòng bếp thường, bếp full chức năng, dòng bếp dòng thường. Hàng cũng còn rất là nhiều. Nên cô chú anh chị mình có yêu những có ai mà thích hàng cỡ nào hay là đặt hàng thì em sẽ làm, em sẽ dọn mấy con như ý cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cho nên yên tâm, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Rồi em xin kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt mọi người.